Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha. Cây phong thiên nhiên, chị sư rin luôn. Cây sống quá khỏe nha mình. Cây này có mã số là 340. Có số đo hoành gốc là 20, chiều cao là 55. Cây đang nằm bầu nuôi, lọt lòng là 33 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 500k bao ship và sống nhà mình yên tâm. Đây, vàng xương rinh luôn nhà mình. Cây sống quá khỏe nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ, một cốt nhà mình. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu và chơi thôi. Phong thiên nhiên. Rồi mã số 340, 500k bao ship, bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha. Form thiên nhiên, cây sống khỏe nhà mình. Cây này dáng lồng nha, thân to lắc lượng luôn. Cây này có mã số là 341. Có số đo tổng hoành gốc là 43, chiều cao là 105. Cây đang nằm chậu nuôi lọt lòng, chậu nhựa nha, là 45. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1800k bao ship nha. Bao sống nhà mình yên tâm. Cây rất là già rồi nhà mình. Cây bầu đất rinh nha. Đây, thân co lắc lượng luôn. Cây dáng lông nhà mình nha. Cây sống quá khỏe nha mày. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu thay áo cho em nó thôi là tuyệt vời nha. Cây form rất là ok, form thiên nhiên. Rồi mã số 341, 1800k bao ship nha. Bao sống nha mình yên tâm. Cẩm thị, form thiên nhiên, thân co lắc lượng luôn, dẫn lông nhà mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây găng vàng lá nhỏ nhà mình. Cây này là lá mũi mát nha, form mini, siêu lũ vip nha mình. Cây này có mã số là 342. Có số đo hoành gốc là 24, cao là 40. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 21 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1800k bao ship luôn chậu nha. Lũ rin luôn nha mình, thép nha. Cây nhà vườn làm form thiên nhiên, form mini đàn trà vip nha, nhỏ mà có vỏ. Cây này là hàng lựa của nhà vườn nha, hàng sót, hàng giấu kín nha mình. Nó có cái dòng găng vàng lá tròn đó nha mình, còn cái này dòng lá mũi mát nha. Nhà lũa nhìn quá đã nha mình. Siêu lũ vip. Rồi mã số 342, 1800k bao ship luôn chậu. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu hai cây trà Phúc Kiến form mini bàn trà nhà mình nha. Cây form thiên nhiên, cây sống khỏe nha mình. Cây này có mã số là 343. Cây này có cây gốc bằng ngón tay cái nha mình, ngón tay cái nha. Chiều cao tới tầm 15 nha mình. 15 cây này. Còn cây này tầm 19 nha, 19 20 á. Rồi hai cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 350k bao ship luôn chậu nha. Form mini bàn trà, nhỏ mà có vỏ nha mình. À, cây sống khỏe nha. Cây đang cho trái luôn nha mình. Cây đang cho trái luôn nha, nhỏ mà có vỏ. Đây, cây nhỏ bên đây cũng đang cho trái luôn. Nhỏ có vỏ, thân co lắc lượng luôn nha. Trà Phúc Kiến bùm sụm,
mini bàn trà. Rồi mã số 343, 350k bao ship. Form mini nha mình nha. Này nhỏ không có vỏ. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mà giờ mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Thân co lắc lượng nhà mình nha. Thì sống quá khỏe rồi. Cây này có mã số là 344, có số đo hình gốc là 18, chiều cao là 80. Cây đang nằm chậu men xanh lọt lòng là 40 nha nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1600k bao ship luôn chậu nha. Cây form thiên nhiên, chỉ cần rinh luôn nha. Cây rất là già, thùng chậu lâu rồi nhà mình. Đây nhà vườn rút ra thay chậu mới cho em nó thôi. Thì áo cho em nó nha. Còn co lắc lượng luôn nha. Cây sống quá khỏe. Cây form thiên nhiên nha mình. Cái thằng này nó chung cốt luôn nhà mình nha. Thằng này chung cốt cái này luôn nha. Cây quá khỏe. Còn co lắc lượng luôn. Cây quá khỏe nha mình. Cái này về nhà mình chỉ việc chơi thôi. Rồi mã số 344, 1600k bao ship luôn chậu. Cẩm thị phong thiên nhiên. Thân co lắc lượng luôn. Thiên nhiên tự tạo nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ form thiên nhiên. Cây nhà vườn vô dây làm form thiên nhiên nhà mình nha. Cây sống khỏe, tầm cao, thân co lắc lượng nha mình. Cây này có mã số là 345, có số đo hình gốc là 11, chiều cao là 140. Cây đang nằm chậu nhựa lọt lòng là 46 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2000k bao ship luôn chậu nha. Cây form thiên nhiên, thân co lắc nha mình, thân co lắc lượng luôn nha. Chỉ cần nhà vườn làm form thiên nhiên nha. Bộ dây định hình hết rồi. Cây quá khỏe nha mình, xanh tươi tốt luôn. Hải châu lá nhỏ form thiên nhiên. Rồi mã số 345, 2000k bao ship luôn chậu. Hải châu form tông cao nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây vít rừng nhà mình nha. Cây này đã thành phẩm nha. Cây form thiên nhiên, sống khỏe nha mình. Cây này có mã số là 346, có số đo hình gốc là 38, cao là 60. Cây đang nằm bầu đất green là 28 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 500k bao ship, bao sống nha mình yên tâm. Vít rừng, chi xương dày luôn nha mình nha. Thiên nhiên tự tạo cho mình. Cây chung cốt nha mình nha. Chung cốt nha. Cái này về là nhà mình chỉ việc lên chậu thay áo cho em nó nha. Và chơi thôi. Cuốn dĩ cây này là nó đã thành phẩm tự nhiên thiên tạo rồi. Đây. Được như thế này là nhờ những chú cừu của nhà mình. Cái gặm gặm thét thành tác phẩm như thế này đây. Vít rừng nhà mình. Rồi mã số 346, 500k bao ship. Rồi sống rồi mình yên tâm nha. Chi tràn rinh dày luôn. Thì sống khỏe nha.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây vít rừng nhà mình nha. Cây thành phẩm phong thiên nhiên. Cây sống khỏe nhà mình nha. Phong mini. Cây này có mã số là 347, có số đo hành gốc là 20, chiều cao là 32. Cây đang nằm bầu đất rinh là 35 nha nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 350k bao ship và sống nhà mình yên tâm. Cây chi xương rinh luôn nhà mình nha. Cây quá khỏe rồi. Cây phong mini nha. Phong quái luôn. Quýt rừng. Cây sống quá khỏe nha mình nha. Yên tâm. Chi xương dày luôn nha. Rồi mã số 347, 350k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Cây phong thiên nhiên. Sống khỏe nha mình nha. Cây này có mã số là 348, có số đo hành gốc là 23, chiều cao là 55. Cây đang nằm chậu, lọt lòn là 42 x 24 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 800k bao ship luôn chậu. Phong mini nha. Cây dáng trực. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Chi xương rinh nhà mình nha. Phong thiên nhiên. Cây sống quá khỏe rồi. Rồi mã số 348, 800k bao ship luôn chậu. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Dàn xương rinh nha mình nha. Để trải luôn. Nhỏ mà có vỏ nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm kim tiền nhà mình nha. Cụm liền cốt phong thiên nhiên. Rừng trên thân nhà mình. Cái này có mã số là 349. Có số đo tổng hành gốc nhà mình nha. Tổng hành tròn đây nha. Là 65. Chiều cao là 23. Cây đang nằm chậu. Lọt lòng là 41 x 26 nhà mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 800k bao ship luôn chậu. Kim tiền. Vảy ốc xâm trâu nhà mình nha. Này. Lũ thép luôn nha. Rừng trên thân nhà mình. Liền cốt nha. Cây sống quá khỏe nhà mình. Xanh tươi tốt luôn. Phong thiên nhiên. Cụm liền điều nhà mình nha. Rồi mã số 349. 800k bao ship luôn chậu. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sinh nhật nhà mình nha. Cây làm phong thiên nhiên. Cây này đã thành phẩm nha. Cây này có mã số là 238, có số đo hành gốc là 33, chiều cao là 45. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 20 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1100k bao ship luôn chậu nha. Đây có dàn rễ nôm nhà mình nha. Rễ đây. Nó nổ ra như cái củ gì đó. Quái luôn nha. Dạng đột biến nha. Đây. Đây, cái củ nổ co quái ra sâu luôn nè. Nhìn form mini bàn trà nha nhà mình nha. Đây. Dàn rễ nôm nó quyện vào nhau đây. Sinh nhật nha mình. Cây thuần chậu lâu rồi. Dàn rêu nó ra luôn này. Rêu xanh luôn. Sinh nhật. Rồi quá khỏe nha mình nha. Bảo sống nha mình yên tâm. Rồi mã số 238. 1100k bao ship luôn chậu.
Cây này về nhà mình chỉ việc chơi thôi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây vít rừng dáng quăng nhằn nha, cây sống khỏe. Cây này thuần chậu lâu năm rồi nhà mình nha, cây thành phẩm rồi. Cây này có mã số là 239, có số đo hoành gốc là 8, chiều cao là 52. Cây đang nằm chậu lọt lòng, chiều dài là 29 nha nhà mình. Chậu me. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1000k bao ship luôn chậu. Đây, phần cò lắc luôn nha, quăng nhau. Cây thành phẩm lâu rồi, chỉ cần côn hết rồi nha, rinh luôn. Thiên nhiên tự tạo nha mình, cây quá khỏe nha mình nha. Đây, lọc non ra đều luôn. Chỉ cần này, chỉ xương đây, côn hết rồi nha. Cây xanh tươi tốt luôn. Rồi mã số 239, 1000k bao ship luôn chậu. Quýt rừng. Chén quăng nhân nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây mai chiếu thủy form mini bàn trà, cây thành phẩm nha mình nha. Cái này có mã số là 240, có số đo hoành gốc là 17, chiều cao là 17. Cây đang nằm bầu nuôi nha, là 20. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 850k bao ship form mini bàn trà, thành phẩm nha mình nha. Đây, chỉ cần côn hết rồi nha, ấm rồi. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu cạn cho nó nha. Chậu cạn cạn để khoe cái đế nở nè. Lùng lực, rất là lực nha mình nha. Đây, cây đang cho hoa luôn. Hoa đang ra luôn nha, mai chiếu thủy. Đây, cây rất là tươi tốt, xanh tươi luôn nha. Đây, hoa nó ra nha mình. Tay cành đây. Cây nhỏ mà có vỏ nha mình nha. Này, đế nở luôn. Đế nở nu luôn. Đều luôn nha mình nha. Form mini, nhỏ có vỏ nha. Rồi, mã số 240, 850k bao ship. Rồi, nhà vừa xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe nhà mình, cây dáng trực một cốt nha, để trải luôn. Cây này có mã số là 241, có số đo hoành gốc là 50, chiều cao là 53. Cây đang nằm bầu đất rinh là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1200k bao ship không chậu nha. Cây dáng trực một cốt, cây sống khỏe nhà mình nha, cây sống quá khỏe, xanh tươi tốt luôn. Này, dáng trực nhìn rất là lực cây nha mình nha. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu thay áo cho em nó nha, là form cây nó tuyệt vời liền. Này, để trải luôn, để trải đều nha. Cây này có hốc lũa nha mình. Này, hốc lũa nha. Cây rất là già rồi nha mình. Rồi mã số 241, 1200k bao ship không chậu. Cẩm thị form thiên nhiên. Cây nhìn rất là lực nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.
Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe nhà mình nha, cây form quái nha mình. Cái này có mã số là 242, có số đo hoành gốc là 52, chiều cao là 57, cây đang nằm bầu đất rinh là 55. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 1.300k bao ship không chậu nha, form thiên nhiên. À, mặt đây khô lũi nha mình nha, lũi nha, cây rất là dài nha mình, hốc lũi nữa nha, để này nha mình, để trải đều luôn nha, để qua đây luôn, trải qua luôn, cây quá khỏe nha mình, yên tâm nha, bao sống nha mình. Cẩm thị form thiên nhiên. Cây này về nhà mình lên cái chậu là form cây nó tuyệt vời liền nha. Không có cây nào xấu nha mình. Nghệ thuật mà. Rồi mã số 242. 1.300k bao ship không chậu. Cây xanh tươi tốt luôn. Bảo sống nha mình, yên tâm. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe nhà mình. Cây nhìn rất là lực nhà mình nha. Cây này có mã số là 243. Có số đo hoành gốc là 85, chiều cao là 75. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 55 nha. Cây này bầu đất rinh nha nhà mình, yên tâm nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2.300k bao ship không chậu nha. Cây rất là dài nha mình. À, một cốt luôn nha. Cây rất là cằn cỗi. Cây sống quá khỏe, xanh tươi tốt luôn. Nhà mình yên tâm. Vàng đế nè. Rất là lực cây nha mình. Form thiên nhiên, cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen. Rồi mã số 243. 2.300k bao ship không chậu. Form cây rất là dữ nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị liền cốt nha mình nha. Cây form thiên nhiên. Cây sống quá khỏe nha mình. Cụm này là quá VIP rồi. Cây này có mã số là 244. Có tổng số đo hoành gốc này nha mình. Tổng số đo hoành gốc là 131 nha. Chiều cao là 70. Cây đang nằm bầu đất rinh là 65. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2.700k bao ship, bao sống nhà mình, yên tâm. Form cây quá VIP nhà mình nha. Giờ mà đi săn mấy cái phôi như thế này là hơi bị hiếm nha nhà mình. Nghĩa hàng sót thôi. Cụm liền cốt. Nhìn rất là lực nhà mình.
nhìn sừng sững nha. Kim cương đen. Đây có một cái hốc lũa nha mình nha, hốc lũa thép nha. Đây, hàng hốc nhìn rất là hầm hố nha. Cây rất chi là già. Cây sống thì quá khỏe rồi, nhà mình yên tâm. Lọc non đang bung luôn, đều luôn nha. Bầu đất đi. Đây, hốc lũa nha mình nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu cho em nó là tuyệt vời. Phơm cây nó lên liền. Rồi mã số 244. 2700k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Phơm cây quá VIP nha mình. Nhìn rất là lực cây. Đây rất là tương lai nha mình nha. Các chi sống đều luôn nha. Cái này nhà vườn thốn nha. Thốn này đang nảy mầm. Đang lên lọc luôn. Form cây này rất là tương lai nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.